Chào các bạn, hôm nay mình sẽ ghép cho các bạn đó là on cái OD77XX ghép với âm ly Denon DRA500AE. Thì cái bộ này nó có cái giá là cả bộ chưa đến 20 triệu, rất là phù hợp cho các bạn chơi. Và cái âm ly này nó là điện 220 nên các bạn khỏi cần phải ngại cái vấn đề là sợ nhầm điện. Đó là on cái mình giới thiệu các bạn hôm nay là đó là gần như là lớn nhất của, đây là đời lớn nhất của đời 77 rồi. 77XX thì nó là phiên bản nâng cấp của 77X. Thì XX thì các bạn đừng có nhầm với phim XX nha. Và đôi loa này nó có cái thiết kế thùng rất là lớn. Chiều cao là 67, chiều ngang là 38 và chiều sâu là 36.3. Loa này nó có cái thiết kế thùng 3 đường tiếng. Bass 32, mid là 14 và một loa trap dome. Loa nặng 34 kg nha các bạn. Onkyo D77XX thì nó có hai phiên bản, một phiên bản thùng màu gỗ simile màu gỗ, một phiên bản simile màu đen. Tuy nhiên thì nó đều giống y nhau về tất cả các cấu tạo, chỉ khác cái màu thôi. Và mức giá của màu gỗ thì nó mắc tiền hơn màu đen khoảng 3 triệu 2 triệu gì đó. Thì nếu các bạn mà không quan trọng màu á, chúng ta chơi màu đen chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 2 3 triệu, rất là ok. Và cặp loa này á thì nó có cái công suất là 230W tối đa, trở kháng 6 ohm và độ nhạy là 91 dB. Đó, trở kháng 6 ohm thì rất là dễ chơi âm ly. Và trở kháng 6 ohm thì ta đánh âm ly thì nó sẽ ra công suất lớn hơn so với trở kháng 8 ohm. Ai can của nó nha, ai can bằng nhựa nha. Loa còn tuyệt vời, đẹp tuyệt hảo. Có hơi cấn cấn một chút ở đây nhưng mà màu đen mà nhìn kỹ nó mới thấy không có ảnh hưởng gì. Kiềng nó còn rất là đẹp, không có ten, không có rỉ sét. Bác của nó sử dụng chất liệu màng carbon Bua crop carbon. Đó, thì cái dòng này nó bass 32 nên cái tiếng bass rất là chắc và uy lực, cộng vào cái công suất của nó lớn nữa nên chúng ta chơi những cái loại nhạc mạnh rất là hay. Cái dòng mà Onkyo D77X D77X2X thì nó đều sử dụng cái chất liệu bass chung là màng carbon, nên là nó có dòng D7R D5R nữa thì cũng màng carbon nhưng mà dòng đó dòng thấp hơn. Cặp loa này nhìn thôi đã mê rồi chứ đừng nói là nghe. Hôm nay thì mình ghép các bạn cái âm ly Denon DRA500AE. Thì đây không phải là cái âm ly mà nó đánh cặp loa này hay nhất, nhưng mà âm ly này là âm ly rẻ nhất mà đánh cặp loa này ra ok. Thì âm ly này chỉ 6,5 triệu thôi. Chỉ 6 triệu thôi. Âm ly này chỉ 6 triệu thôi nhưng mà đánh loa này rất là căng, tiếng bass rất là mềm mà rep rất là nhuyễn, đặc biệt âm ly này nó có remote kèm theo. Điện 220 nên các bạn không có sợ bị nhầm, đặc biệt là những bạn nào mới chơi. Select là speaker là AB, A cộng B luôn đầy đủ. Cái chỉnh bass rep này chúng ta chỉnh cái nút tông này nè. Bass này thì chúng ta xoay cái này để chúng ta chọn xoay lên hoặc xoay ngược lại để giảm. Ta chỉnh cái nữa là nó ra rep, chúng ta cũng xoay. Đó. Con này là cái màn hình này là nó vừa hiển thị bass trap và radio. Nhiều bạn nhìn con này cứ ngỡ là âm ly xem phim, không phải. Nó là âm ly đơn thuần stereo nghe nhạc thôi. Nó là cái mã DRA là viết tắt của Denon Radio Amplifier. Xin lỗi, Denon Receiver Amplifier, có nghĩa là một cái âm ly có nhận tín hiệu radio là receiver. Cái band này là chúng ta chọn FM AM đó. Remote này mình tháo pin ra rồi. Xong là mình test ok nha, yên tâm. Tháo pin ra rồi. Remote thì chỉnh được ngay cả đầu đĩa CD luôn. Nó có số 1 đến số 0 đến số 9 và số 10. Để chúng ta chọn những cái bài nhạc. Còn volume. Nhưng mình chưa bỏ pin. Volume cộng, volume trừ. Các chức năng khác để chúng ta chỉnh thêm cho, đây là đường vào CD, DVD, thinner. Rồi đó.
Con này được cái dùng công suất cục lớn không phải nhỏ. Công suất của nó 230W. Và đặc biệt nó hỗ trợ trợ kháng từ 4 đến 16 ohm. Đánh mỗi cặp loa thì hỗ trợ 4 đến 16 ohm. Đánh hai cặp loa thì yêu cầu là hai cặp loa của các bạn trợ kháng phải được từ 8 đến 16 ohm. Không được cặp loa nào, nếu như chơi hai cặp loa thì không được cặp loa nào dưới 8 ohm. Các bạn hiểu như vậy nha, chứ không phải là cộng lại mà không được cặp nào dưới 8 ohm. Còn chơi một cặp thì 4 đến 16 ohm. Ok, giới thiệu một chút, bên mình có bán USB bộ cứng chip sạc nhà, chất lượng cao, lót led, SSD đều có. USB 128GB chip sạc nhà. Nếu như các bạn chơi USB á, thì các bạn chép nhạc đi đi vào thì nó hơi bị nhiều dung lượng, thì các bạn có thể mua ổ cứng thì chúng ta chép cho nó dư dả. Còn các bạn không chơi nhạc đi đi, chúng ta chơi nhạc vàng, nhạc Việt bình thường, chúng ta chơi USB đủ rồi. Chứ bay vào cứng đều, cái chất lượng nhạc thì chủ yếu là lưu trữ thôi, dung lượng lớn hơn thôi chứ còn y nhau thôi. Như bay là của hãng Seagate Western Digital với mức giá là 2 triệu, 1.000 GB, ổ cứng là 800.000, 128 GB. Rồi bây giờ không chần chờ gì nữa, mình sẽ test nhạc của đôi này cho các bạn thưởng thức. Xin lỗi, đôi loa này mình chưa báo mức giá cho các bạn. Đôi loa là 12,5 triệu, 12,5 triệu nha các bạn. Thank you.
tay kia nắn nó từng nét gửi cho anh để anh vui bước đường quân hành. Môi em đang xinh, mắt em vẫn tình màu xanh vẽ nổi đôi tim đi sâu ngày đầu ta biết mình, đi sâu ngày đầu ta biết mình.